Tôi tên là Phạm Quang Hiệp, hiện tại tôi là tổng giám đốc của công ty cổ phần thương mại dịch vụ quản lý Thăng Long, hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác mặt bằng. Tôi là tên là Mai Thị Hương Duyên, đang hiện tại đang làm chức trưởng phòng nhân sự ở tập đoàn xi măng Gervisai, cũng là một trong số những tập đoàn mà xi măng lớn nhất Việt Nam. Đối với các khóa học kinh doanh thì đây là một phần rất là quan trọng, được công ty rất là quan tâm và cử các cán bộ đi học. Hiện tại thì tôi cũng tham gia được trong một năm thì thường tôi tham gia khoảng 2 đến 3 khóa kinh doanh. Hiện tại bây giờ thì với mong ước là để được làm tốt cái vị trí của mình hơn ấy, thì tôi đã tìm đến tất cả các khóa học trên mạng và tôi cũng trải nghiệm rất nhiều khóa học rồi. Và hiện tại tôi đã tìm thấy cái khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu mong muốn của tôi để cải thiện cái khả năng làm việc và để chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực của mình. Đối với cả khóa học chuyển giao 34 lần này thì tôi ấn tượng ở cái điểm là cái phương pháp học thì đã thay đổi so với cả các cái khóa học trước mà tôi đã từng tham gia. Thì đối với cả phương pháp học thì trước đây thì tôi thường tham gia ở trong lĩnh vực là như là một những buổi hội thảo, và khi chúng ta tham gia những buổi hội thảo đấy thì là trong một thời gian khoảng từ 3 cho đến 5 ngày những khóa học tôi thường tham gia, và cái lượng kiến thức mà khi các diễn giả hoặc là các cái thầy giáo truyền đạt vào trong khóa học mà tôi từng tham gia thì nó rất là lớn, và trong 3 năm ngày đấy thì tôi cảm thấy rất là khó. Nhưng mà lần này đối với cả cái khóa học siêu quản trị chuyển giao 34 này thì tôi thấy là được tham gia ở trong trước khi vào học thì tôi đã tham gia học trên internet, ở trên mạng trước với cái khóa đào tạo online của thầy Ngô Minh Tuấn. Thì cũng phải qua cái khóa học này thì tôi mới thấy ra là một cái khóa học đào tạo online này tôi cũng phải thực hiện trong một thời gian nó khá là dài. Bình thường ra thì đối với thời lượng của khóa học thì tôi thấy là nó chỉ khoảng tầm 8 đến 9 tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi đã phải dành thời gian đến tận khoảng tầm 3 ngày, hơn 3 ngày để xem đi xem lại những cái clip, và cho đến cái buổi mà offline như thế này thì trong vòng 1,5 ngày thì cái lượng kiến thức đối với tôi thì cũng là lớn. Nhưng mà tôi cảm thấy là tôi có thể là trong cái buổi 1,5 ngày này chủ yếu thì là được hướng dẫn về cái cách vận hành kiến thức, mà từ trước nay tôi chưa từng được tham gia cái khóa học này mà có cái hướng dẫn cái cách sử dụng vận hành kiến thức như thế này. Thì tôi cảm thấy là cái khóa học này rất là tuyệt vời, thì giúp cho tôi có thể là điều hành công ty hoặc là vận hành doanh nghiệp của mình một cách trơn tru hơn và áp dụng được cái kiến thức một cách triệt để hơn, hiệu quả hơn. Tôi thấy ấn tượng nhất trong các cái trải nghiệm của tôi về những cái khóa học online từ trước đến giờ thì mọi người cứ cho online là một cái gì đó là rất là mơ hồ và không chuẩn chỉ và nó không mang đến chất lượng cho người dùng. Nhưng tôi cũng đã trải nghiệm rất nhiều khóa học của các thầy, các cô khác nhau. Nhưng mà cái này thì tôi riêng cảm nhận của tôi về thầy Ngô Minh Tuấn ấy, thì lúc đầu tôi bắt đầu lên mạng và tìm hiểu thì tôi mới bắt gặp được những cái clip của thầy, và tôi cảm thấy đây, tự nhiên trong tôi cảm thấy có một cái gì đó vỡ òa ra. Đây chính là những gì mình đang cần. Đối với cả cách truyền đạt và chia sẻ của thầy Ngô Minh Tuấn thì là đây là một cái cách truyền đạt theo tôi thì rất là nhẹ nhàng và rất là từ từ, nhưng mà cái lượng kiến thức mang vào thì rất là lớn. Nhưng bên cạnh đấy thì là cũng có những cái thời điểm mà thầy đưa những cái câu chuyện hoặc là những cái bài chia sẻ mang tính chất là thực tế, thì để cho mọi học viên có thể là nhìn nhận được một cách là khách quan về cái tính chất của khóa học. Và tôi cảm thấy là thầy là một thầy giáo mà truyền cảm hứng đến cho những cái bạn học viên ấy một cách là biến từ kiến thức phức tạp thành những cái gì đơn giản và dễ áp dụng vào cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, chứ không phải là một cái kiến thức gì cao siêu quá. Khi có những kiến thức là học hiểu cao siêu quá nhưng mà đến khi mình áp dụng ra thực tế là rất là khó. Nhưng mà sau khi tôi trải nghiệm khóa học này thì tôi thấy là thầy là một người có một cái động lực mà có thể tổng hợp tất cả các cái kiến thức phức tạp, sâu chuỗi nó thành một cái bài giảng ra đơn giản, dễ sử dụng, và nhưng không mất đi cái nền tảng